Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay Chủ nhật ngày 3 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024. Toàn tỉnh giải ngân đầu tư công 2 tháng đầu năm được hơn 1.000 tỷ đồng. Khó khăn trong mở rộng diện tích gieo trồng mạ khay máy cấy. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024. Đến dự có các đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng nhiều tướng lĩnh sĩ quan quân đội và công an, lãnh đạo một số cơ quan, bộ, ngành, trung ương là người con của quê hương Hưng Yên. Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Nguyên Bí thư tỉnh ủy, Đặng Văn Cảo, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Thông, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Nguyên Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh. Trước buổi gặp mặt, các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ lòng thành kính của những người con Hưng Yên, quê ngoại của Bác và cũng là nơi từng vinh dự được người về thăm 10 lần. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi. Đến nay, Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội có khoảng 1.800 hội viên. Các hội viên bày tỏ niềm vui tự hào khi nhận thấy quê hương Hưng Yên ngày càng đổi mới giàu đẹp. Bây giờ nhìn lại trong cái quá trình phát triển của Hưng Yên nói chung, thì tôi thấy rất là tự hào. Quê hương ta thay đổi rất là nhiều. Đường xá mở rộng gấp rất nhiều lần so với những ngày xưa. Chúng tôi là những người con rất là tự hào. Cùng với niềm vui của tỉnh nhà thì chúng tôi luôn luôn hướng về quê nhà bằng hiệu quả thiết thực. Thí dụ như là công tác an sinh, hoặc thì là tình nghĩa hàng năm Tết nhất hoặc là 27 tháng 7. Hoặc là những khi mà có tổ chức quê hương, hô hào có việc gì lớn ấy, cần thiết thì chúng tôi lại ủng hộ quê nhà. Và hàng năm họp thì công chí lãnh đạo chủ chốt quê nhà cũng nên dự động viên chúng tôi, đó là cái đấy là sự động viên rất lớn của chúng tôi trên này. Những năm qua, Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội luôn ý thức phát huy truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương, nỗ lực học tập, lao động, góp công sức xây dựng đất nước, thủ đô Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh những hoạt động thăm hỏi động viên trong cuộc sống, Ban Liên lạc đã tập hợp được nhiều doanh nhân, nhà khoa học, tướng lĩnh, văn nghệ sĩ thành đạt tâm huyết, đóng góp công sức kinh phí, tổ chức các hoạt động ý nghĩa hướng về quê nhà như nhân đạo từ thiện, khuyến học khuyến tài, sáng tác các tác phẩm thơ nhạc ca ngợi tỉnh Hưng Yên. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã tặng lon hoa chúc mừng những kết quả đạt được của Hội đồng Hương Hưng Yên tại thành phố Hà Nội. Đồng chí thông tin tới các hội viên những kết quả nổi bật mang tính đột phá về kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2023, Hưng Yên là một trong 7 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, đạt 10,05%. Thu ngân sách gần 33.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt gần 29.000 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 19 đề ra. Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ với nhiều đại dự án đang gấp rút triển khai trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh sự phát triển về kinh tế và thu hút đầu tư, tỉnh Hưng Yên cũng đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, ban hành nhiều cơ chế chính sách vượt trội so với mức quy định của nhà nước để hỗ trợ các đối tượng người nghèo, người yếu thế, người cao tuổi. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy bày tỏ sự trân trọng trước những tình cảm, việc làm tốt đẹp của các hội viên hướng về quê hương. Tỉnh đạt được rất nhiều những kết quả thành tựu đáng phấn khởi trong thời gian qua như đã nêu. Có sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ to lớn của những người con Hưng Yên xa quê, đặc biệt là đồng chí Đại tướng Tô Lâm và các đồng chí đang làm việc, công tác tại Hà Nội. Hưng Yên thì vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Thời gian tới tôi rất mong mỏi các đồng chí dù ở cương vị, hoàn cảnh nào, điều kiện nào thì vẫn tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh nhà để phát triển nhanh hơn, ngày càng hưng thịnh và yên bình hơn theo các mục tiêu mà tỉnh đã xác định.
Bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu vượt bậc của tỉnh Hưng Yên năm 2023, với tình cảm trách nhiệm sâu sắc với quê hương, Ủy viên Bộ Chính trị Đại tướng Tô Lâm mong muốn Hội Đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội, đặc biệt là Hội Doanh nghiệp Đồng Hương Hưng Yên tiếp tục quan tâm đầu tư hướng về quê hương phát triển sản xuất. Đồng chí cũng gợi mở một số vấn đề để Hưng Yên phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nhiều cái thông tin hôm nay rất mừng. Đấy, tỉnh giàu như vậy rồi lại giải quyết tốt cái chính sách về an sinh xã hội. Đấy, làm sao đối với những lão thành cách mạng, với những người già, với những người có khó khăn, tỉnh đều có những cái chính sách để làm sao phấn đấu Hưng Yên là tỉnh đầu tiên mà không còn người nghèo. Chúng tôi cho rằng cái đó hoàn toàn có thể làm được. Cái quy hoạch rồi tất cả các thứ các đồng chí phát triển tôi cho là rất tốt, đường xá, đấy, lợi thế, môi trường, thời tiết rất tốt. Các tỉnh khác lo lắm, Hưng Yên không phải lo những cái việc này. Không lụt lội, không hạn hán. Đấy, dòng sông Bắc Hưng Hải của chúng ta xin báo cáo với đồng chí là mùng 1 tháng 3 vừa qua đây, Bộ Nông nghiệp đã hoàn thành cái nhà máy bơm. Bơm nước từ sông Hồng lấy vào Bắc Hưng Hải qua cống Xuân Quan. Đấy, bây giờ còn thiếu hai cái nhà máy nữa. Một là nhà máy xử lý nước thải sạch, và nhà máy bơm lại bơm nước ở cuối nguồn ở Hải Dương, bơm trả lại cho sông Hồng. Đấy, để cho cái dòng Bắc Hưng Hải nó chảy liên tục. Đấy, nó sạch. Rồi nhân dân sẽ cùng đóng góp vào cái việc đó. Đấy, qua nhiều nỗ lực thì mùng 1 tháng 3 năm 2024 này nhà máy đã hoàn thành và đã đóng điện để bơm nước. Chúng ta sẽ hy vọng có một cái Bắc Hưng Hải, công trình Bắc Hồ, đấy, đã dày công tạo cho cái phát triển nông nghiệp. Chúng tôi cũng có bàn với tỉnh, chúng ta sẽ xây dựng một cái quảng trường Bắc Hưng Hải và có một cái vị trí để đặt một cái tượng Bắc Hồ đối với Hưng Yên. Đấy, mà lấy cái chủ đề về Bắc Hưng Hải, đấy là cái nơi Bắc Hồ đã gắn bó nhiều năm. Đấy, cũng là để các đồng chí tham gia ý kiến rồi cũng đóng góp cùng với tỉnh nữa hoàn thành cái công trình ý sớm. Tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại thành phố Hà Nội đã tổ chức chúc mừng các đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên, các hội viên được thăng quân hàm, các hội viên được phân công chức vụ mới và mừng thọ các hội viên cao tuổi. Sáng nay ngày 3 tháng 3 tại thành phố Vĩnh Yên, Ban liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập hội. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh. Được thành lập năm 2004, đến nay Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 200 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội. Những năm qua, các hội viên luôn phát huy truyền thống quê hương, tích cực học tập thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, tham gia công tác xã hội. Các hội viên luôn hướng về quê hương Hưng Yên, góp phần xây dựng công trình phúc lợi dân sinh, xây dựng nông thôn mới. Trong không khí đầm ấm của buổi gặp mặt đầu xuân, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Khuê đã tặng hoa và trao quà của tỉnh Hưng Yên cho Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời thông tin tới các hội viên kết quả nổi bật về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những mục tiêu giải pháp trọng tâm của tỉnh năm 2024. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, những người con Hưng Yên tại tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của hai tỉnh Hưng Yên và Vĩnh Phúc. Ngày 2 tháng 3, tại huyện Văn Giang, Hội Truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội Truyền thống lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang đã tới dự và tặng hoa chúc mừng đại hội. Sau 5 năm hoạt động, Hội Truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên đã thu hút thêm gần 100 hội viên, qua đó nâng tổng số hội viên lên trên 300 người. Nhiệm kỳ qua, hội đã hoàn thành tổ chức và có nhiều hoạt động thiết thực. Hội đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biên giới hải đảo, làm tốt hơn nữa vai trò người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, tuổi cao gương sáng, góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương nơi cư trú. Trong không khí đoàn kết phấn khởi, đại hội đã bầu 23 đồng chí vào ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2024-2029. Ban chấp hành họp phiên đầu tiên và bầu 4 đồng chí vào đoàn chủ tịch, trong đó đại tá Nguyễn Quyết tiếp tục được tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội Truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên khóa 2. Thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cấp,
Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp, ban hành nhiều văn bản nhằm lãnh đạo thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương. Công tác chuẩn bị đại hội được quan tâm chú trọng, nhất là đối với cấp cơ sở, để làm thí điểm rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác trong toàn tỉnh. Hiện nay, 10 trên 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp xã. Thành công của những đại hội điểm có được dựa trên cơ sở sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chú đáo, bám sát chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tham mưu chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự để đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đây là tiền đề, kinh nghiệm quý để Hưng Yên hoàn thành công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở trong thời gian tới. Qua đại hội điểm cấp xã thì chúng tôi thấy là rất thành công về báo cáo chính trị, rồi cả các tham luận và các văn kiện chuẩn bị trong đại hội tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như là cái hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, và cái chương trình hành động đề ra thì bám rất sát vào cái nghị quyết cấp ủy đảng cung cấp, cho nên là rất sát với thực tế. Đại hội thực sự là một ngày hội lớn, một cái sự kiện chính trị quan trọng, tạo cái sự tiếng vang và sức ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Đến cuối tháng 2 năm 2024, toàn tỉnh có 20 trên 161 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Trong đó, thành phố Hưng Yên có 6 trên 17 xã, phường. Theo kế hoạch, việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã sẽ hoàn thành trong nửa đầu tháng 4 năm 2024. Cùng với việc sát sao trong tổ chức đại hội cấp cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi từ mỗi địa bàn dân cư. Các cơ sở, các đơn vị đều đăng ký những công trình phần việc thiết thực, ý nghĩa để chào mừng đại hội các cấp, gắn với việc đoàn kết nhân dân, tham gia xây dựng văn minh đô thị và tham gia góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Để xây dựng các công trình chào mừng Mặt trận Tổ quốc các cấp thì chúng tôi có xây dựng 4 thôn, 3 công trình và một mô hình dân vận khéo. Việc mà phát động và huy động cái nguồn kinh phí từ cộng đồng khu dân cư để xây dựng công trình cũng là việc gắn kết cái sự đoàn bó trong cộng đồng khu dân cư, cùng xây dựng thì công trình, cùng chăm sóc công trình và cùng bảo vệ công trình. Việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, đoàn kết, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chung sức thi đua phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2024, tổng số vốn đầu tư công của Hưng Yên được giao là gần 20.000 tỷ đồng. Để thực hiện việc giải ngân đảm bảo theo kế hoạch, tỉnh Hưng Yên đã quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhóm giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời triển khai đồng bộ biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Tuy nhiên, 2 tháng đầu năm, tiến độ thực hiện và giải ngân chưa cao, ước khối lượng thực hiện hơn 1,1 nghìn tỷ đồng, đạt 5,8% kế hoạch, ước giải ngân hơn 1 nghìn tỷ đồng, đạt 5,1% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ngoài các nguyên nhân chủ quan như một số dự án còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất chưa được đồng thuận của người dân về giá đất bồi thường tái định cư, giá vật tư xây dựng hiện vẫn ở mức cao, nguồn cung cấp còn hạn chế, đặc biệt là cát đen, cát vàng, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình, đặc biệt là công trình giao thông. Còn có nguyên nhân khách quan là luật đấu thầu số 22/2023 được Quốc hội thông qua vào ngày 23 tháng 6 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, một số nghị định, văn bản hướng dẫn của Chính phủ, bộ ngành trung ương chưa được ban hành nên chưa đủ căn cứ để tổ chức triển khai trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các dự án theo quy định, ảnh hưởng tiến độ triển khai, thực hiện các công trình dự án. Thời gian qua, hệ thống hạ tầng tại huyện Phù Cử được triển khai đồng bộ, làm thay đổi diện mạo của huyện. Có được kết quả trên, huyện đã tích cực triển khai đấu giá đất, tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.
Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện đã thu từ nguồn đấu giá đất khoảng trên 530 tỷ đồng từ các khu giãn tân mới như khu dân cư số 6 xã Tống Phan, khu dân cư xã Quang Hưng, khu trung tâm y tế cũ, khu dân cư Lưỡi A, bán được trên 270 suất đất. Từ nguồn vốn trên, huyện đã giải ngân khoảng 230 tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình tiêu biểu tại huyện như đường trục trung tâm huyện trị giá 85 tỷ đồng, cải tạo trung tâm y tế huyện khoảng 95 tỷ đồng, các tuyến đường DH85, DH86, đường khu Vụ Quạ tới khu di tích Cây Đa và Đền La Tiến. Các công trình đã góp phần làm thay đổi diện mạo huyện, giúp phát triển kinh tế xã hội. Thời gian vừa qua thì huyện Phú Cư cũng đã triển khai tích cực các cái dự án đấu giá khu dân cư ở trên địa bàn huyện và của các xã trên địa bàn huyện, tạo nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Huyện và xã duy trì ở cái mức khoảng 500-700 tỷ một năm. Nhờ có phương pháp phù hợp, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và kinh nghiệm tích lũy nên các nhà vườn tại thành phố Hưng Yên luôn áp dụng cho các vườn nhãn của gia đình, nhất là vào thời điểm mưa nhiều và độ ẩm cao như hiện nay. Thành phố Hưng Yên hiện có hơn 1.000 hectare nhãn. Thời điểm này, nhãn đang bắt đầu ra hoa. Nhưng với thời tiết diễn biến bất thường, mưa xuân nhiều, nên các nhà vườn trên địa bàn thành phố đang áp dụng linh hoạt các biện pháp kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất trong chăm sóc nhãn nhằm đảm bảo tỷ lệ đậu quả cao. Trong đó, hợp tác xã nhãn Lồng Nễ Châu, xã Hồng Nam hiện có 33 thành viên, thâm canh chủ yếu là giống nhãn Đường Phèn, nhãn Hưng Chi, nhãn Chín Sớm. Theo các thành viên của hợp tác xã, cây nhãn ở vùng đất bãi thường phát lộc, tán rất khỏe nên thường áp dụng biện pháp khoanh vỏ, tiện cành nhằm hạn chế cây sinh trưởng và phân hóa mầm hoa, nở hoa, đậu quả theo ý muốn. Đối với thời tiết ẩm, mưa nhiều thì ngay khi kết thúc mưa phải kiểm tra nụ và hoa để có giải pháp kịp thời. Cái giai đoạn này là giai đoạn mà nhiều khi bị mưa axit gây cho nó ảnh hưởng đến hoa. Mà nếu đã gặp cái trường hợp như thế thì chúng tôi phải dùng cái thuốc bệnh của cây nhãn, ví dụ như là Zizumin hay là Anvin, bột đồ đồng để mà xử lý. Thưa quý vị và các bạn, đến nay các địa phương đã cơ bản gieo cấy xong lúa xuân. Mặc dù hiệu quả kinh tế của mô hình cấy máy cao hơn so với các phương pháp gieo cấy khác. Tuy vậy, đến thời điểm này, diện tích cấy bằng máy mới chỉ đạt trên 12% tổng diện tích. Đã 4 năm nay, ông Bùi Văn Toán ở xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ đều sử dụng mạ khay, máy cấy ở vụ lúa xuân và mùa. Vụ xuân năm nay, với 6 sào lúa, ngày sau Tết Nguyên đán, ông đã cho máy vào cấy. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ diện tích đã cấy xong. Cái mạ khay gieo nó đều rẻ, khỏe cây. Cái máy thì 6 sào chỉ lửa tiếng hổ, 7-8-10 phút là sào. Cái tay thì nếu mà bò đấy sáng đến tối thì vợ đi cấy chồng chở mạ ra thì gọi ngày cứ ngày nọ bù ngày kia mất giờ thì được một xào. Năng suất thì nếu mà ông một cấy tay 2 tạ thì cấy máy nó phải 2 tạ 3, 2 tạ 4. Tuy vậy diện tích cấy máy vụ xuân 2024 ước đạt khoảng 2.000 hectare. So với các địa phương lân cận, diện tích cấy máy của tỉnh đạt thấp. Mặc dù lúa cấy máy, ruộng lúa thông thoáng, ít sâu bệnh, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Năng suất lúa cấy máy cũng cao hơn 20%, hiệu quả kinh tế của mô hình cấy máy cũng cao hơn so với các phương pháp gieo cấy khác từ 7 đến 10 triệu đồng một hecta. Bên cạnh đó, cấy bằng máy đã tháo gỡ những khó khăn về lao động cho nhiều địa phương. Tuy mang lại nhiều lợi ích, song việc mở rộng diện tích cấy máy không dễ thực hiện. Trong đó trở ngại lớn nhất là sản xuất mạ khay. Để sản xuất mạ khay cần diện tích mặt bằng lớn nhưng lại chỉ sử dụng theo thời vụ. Cái khâu then chốt đó là phải có cái diện tích để làm mạ. Mà cái sản xuất cái khâu mạ khay, thứ nhất là nó yêu cầu kỹ thuật cao. Thứ hai là nó yêu cầu diện tích lớn, diện tích về nhà xưởng, về khay mạ hoặc là diện tích về cái chỗ để đặt mạ. Thứ ba nữa là cái chi phí để làm cái khâu mạ là tương đối lớn. Mặt khác là cái thời vụ mà để chúng ta làm mạ khay nó chỉ dao động trong khoảng tầm từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Thế nên cái thời vụ nó ngắn và cái khả năng thu hồi vốn là thường nó sẽ phải kéo dài. Các công cụ hỗ trợ sản xuất như dàn gieo, khay mạ, thiết bị gieo, giá thể có kinh phí đầu tư lớn, trong khi thời gian khai thác chỉ từ 20 đến 30 ngày một năm. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định số 2102
về tiếp tục thực hiện dự án đẩy mạnh phát triển cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Xây dựng các cái mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn để thuận lợi cho cơ giới hóa, đồng thời là xây dựng các cái mô hình hợp tác liên kết sản xuất trong nông nghiệp từ sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện khuyến khích để hình thành các cái cơ sở hoạt động dịch vụ cơ giới hóa trong nông nghiệp cũng như là trong nông thôn. Để mở rộng diện tích cây máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, các địa phương cần quy hoạch lại đồng ruộng, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng với phương châm một cánh đồng, một giống để thuận tiện cho việc áp dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy nói riêng và cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa nói chung, tạo điều kiện về mặt bằng để xây dựng kho bãi, nhà xưởng, chứa máy móc, giá thể, tập kết khay mạ, quy hoạch đồng ruộng thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.